Dạ. Đúng rồi, em xứng đáng được hạnh phúc mà. Em không biết là sao bao nhiêu chuyện xảy ra, em làm như vậy có đúng hay không nữa. Ê, cuộc đời thật là bất công. Người á thì là nạn nhân lại bị chia rẽ với chồng, còn một kẻ là thủ phạm phá hoại hạnh phúc của người khác rồi lại lấy chồng đàng hoàng. Thôi, anh thấy vậy có bất công không? Bớt nói bậy đi. Thôi kể đi em. Nghe anh hai nói nè, em gái của anh xứng đáng được hạnh phúc. Anh tin là Phong sẽ bảo vệ em nha. Em có thể có hạnh phúc không? Khổ quá. Em nhớ cái câu, nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa? Trồng cây nào chết cây đó, mà hoa với táo. Cây kỳ này sẽ nở. Sau khi em lấy chồng, sinh con, 2 năm nữa có táo cho cháu anh ăn rồi. Tiền chị ơi. Dạ. Dạ 3 tô 60. Cái dĩa lòng thêm 30 là 90. Anh chị ăn thấy sao? Có vừa miệng không? Trời ơi ngon lắm. Sao em dắt mấy bạn tới đây ăn nữa. Mấy bạn mê lắm. Cảm ơn nhiều. Dạ chị nhé. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn mọi người. Thưa mẹ, tôi có mới tới. Thôi để bữa khác đi em. Chứ sao gì á, mình cũng gặp mẹ mà. Em cũng biết tính mẹ anh. Em biết. Mình một hồi lát nữa ở trong đó, anh đừng có bên em trước mặt mẹ. Cứ để cho mẹ nói đi. Dạ, con chào bác. Con phải trâu về thăm mẹ. Sáng tháng tụi con sẽ làm đám cưới, mong mẹ cho phép. Mẹ! Anh đừng làm gì hả? Sắc lắm! Cô dám dạy con tôi trước mặt tôi hả? Dạ con không dám. Con xin lỗi bác. Bao nhiêu năm qua không ngày nào tôi không đầu tắt mặt tối, nấu nấu nướng nướng, tôi nhịn ăn tôi nhịn mặt chỉ lo cho nó trở thành bác sĩ, cô biết không? Dạ mẹ, con xin mẹ hãy thôi đi. Tôi muốn nó lấy vợ giàu để tôi nhờ vả thì có gì sai chứ hả? Cô là bác sĩ mà, cô có thể quen người giàu có để nhờ vả. Tại sao cô cướp mất chỗ dựa duy nhất của tôi? Con xin mẹ hãy thôi đi. Sao lúc nào mẹ cũng tiền vậy? Dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ cưới chồng. Con... Không cần biết trong đầu cô đang nghĩ gì, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Con sẽ cưới cô ấy làm vợ. Đi thôi em.
Em đừng giận mẹ, anh sẽ thuyết phục mẹ. Phong, hay là chúng ta đừng làm đám cưới nữa. Không được, bây giờ cả bệnh viện đều biết hết rồi. Châu, em hãy tin anh. Có thể bây giờ mẹ chưa chấp nhận, nhưng rồi mẹ sẽ hiểu mà. Tụi em sẽ không làm đám cưới. Châu à, sao lại không làm đám cưới? Dạ, mẹ anh Phong không đồng ý. Em định là sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ đãi gia đình với bạn bè thôi. Tụi mình phải đám cưới đàng hoàng chứ. Như thế chuyện ở bệnh viện mới lắng xuống, em mới yên tâm làm việc được. Rồi còn mẹ em sao? Mẹ em thì từ từ sẽ hiểu thôi anh. Mẹ cũng chỉ lo lắng em không được hạnh phúc. Nếu thấy em với Châu sống vui vẻ với nhau, chắc chắn mẹ sẽ suy nghĩ lại. Phong nói đúng đó em. Với lại anh cũng muốn thấy bọn ốc cứ đàng hoàng chứ. Anh có người bạn làm bên nhà hàng, hay để anh điện thoại coi nó có giảm giá không nha. Nếu mà anh Phong biết thì em sợ là... Châu à, mẹ sẽ không làm gì để anh liên lụy đâu. Tụi mình làm đám cưới đi em. Con nhỏ này. Uống nước đi em, uống nước đi. Ủa em đẹp lắm hay sao mà nhìn em dữ vậy? Anh xin lỗi vì không lo cho em được một đám cưới đàng hoàng. Nhìn mâm cơm cưới mà như mâm cơm cúng vậy đó. Ok. Em làm hết đó. Em giỏi không? Sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mình có thể có một cái đám cưới đàng hoàng hơn. Anh sẽ phụ em lo việc nhà này. Anh sẽ làm tất cả để mình được hạnh phúc nha. Đã nghèo rồi còn cứ lèo nữa. Nghĩ cho anh luôn. Cây táo nở hoa lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 V Channel. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.